và quan trọng hơn là dành cho nhân viên nhà hàng. Đến bây giờ các em mới phục vụ xong tất cả cho bữa tiệc này, và các em bây giờ mới chính thức được rồi. Nào mời tất cả các bạn nhân viên chúng ta ra hết các bàn tiệc đi. Đồ đã gần như nằm trọn trong lòng của khán giả, đặc biệt là tất cả quý khách mà quan tâm đến những bữa ăn rất riêng cho riêng mình. Và ngày hôm nay ban lãnh đạo nhà hàng quyết tâm mở bữa tiệc tất niên này, đặc biệt là sự có mặt của tất cả quý vị. Và để có được buổi hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới sự có mặt của ban lãnh đạo của nhà hàng ở Diệp Vân Hồ. Xin giới thiệu giám đốc nhà hàng ông Lê Phú Hà. Ông Lê Phú Hà mời ông lên trên này ạ. Xin được giới thiệu đó chính là phó giám đốc điều hành bà Nguyễn Cẩm Vân. Vâng, một bà chủ rất xinh đẹp, tôi cũng mời lên sân khấu ngay ạ. Vâng, xin mời bà Nguyễn Cẩm Vân. Và tôi nghĩ rằng để có được những cái sự tư vấn cao cấp nhất thì trong nhiều năm nay, gần 30 năm qua, không thể không nhắc đến đó là vị cố vấn cao cấp của nhà hàng. Xin mời bà Nguyễn Thị Minh Hòa. Vâng, xin mời bà lên sân khấu ạ. Vâng, là cố vấn cao cấp của vườn mới bên anh. Và chúng tôi không quên ban giám đốc điều hành, những người tham gia đắc lực cho bộ máy giám đốc ngày hôm nay. Xin mời lên sân khấu ông Nguyễn Tất Long. Xin mời bà Trần Kiều Anh và ông Nguyễn Đức Thắng. Xin mời cùng lên sân khấu ạ. Xin mời ông Tất Thắng đâu nữa ạ? Ông Tất Long xin mời. Có được buổi tiếp nhân hôm nay, tôi nghĩ rằng ngay sau đây thì tôi muốn mời giám đốc của nhà hàng, xin mời anh có đôi lời phát biểu, và quan trọng là điều cảm ơn chúc tiếp khách hàng vì những người khách đã rất nhiều năm, vâng, đã quan tâm ủng hộ ẩm thực chúng ta để có được ngày hôm nay. Và đây chính là ban điều hành của nhà hàng, họ đã có mặt trên sân khấu thay cho lời cảm ơn. Cái điều quan trọng hơn là chúng ta được nghe lời nói từ giám đốc, ông Phú Hà sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn và chúc tiếp mọi người, và mong muốn rằng để trong nhiều năm tiếp theo quý khách vẫn tiếp ủng hộ ở mực Vân Hồ chúng tôi. Xin mời anh. Trước tiên xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho bữa tiệc của nhà hàng này. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên nhà hàng ở Vân Hồ, hôm nay tôi vinh dự được đại diện cho ban lãnh đạo giám đốc của nhà hàng ở Vân Hồ xin có đôi lời nói. Trước tiên xin cảm ơn tất cả các quý vị quý khách đã cùng với ẩm thực Vân Hồ đồng hành suốt bao năm qua để có thành quả như ngày hôm nay. Bên cạnh đó không thể thiếu được những cái con người rất quan trọng nữa, đó là cán bộ công nhân viên của nhà hàng ẩm thực Vân Hồ. Hôm nay nhân buổi tiệc hôm nay, tôi xin tri ân với khách hàng và có đôi lời gửi tới khách hàng, với tới gia đình lời chúc sức khỏe và đạt được nhiều cái thành tích vào trong cái việc đón Tết năm mới, mậu thân được tốt đẹp. Chúc cán bộ công nhân viên nhà hàng ở Phú Vân Hồ về quê đón Tết được vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Tôi nghĩ là tất cả quý vị chúng ta đều chung cảm giác với tôi là vì sao anh Phú Hà không làm công ty sự kiện, anh chỉ làm doanh nghiệp về lĩnh vực ăn uống thôi. Bởi vì cho nên phát biểu của anh là ngắn gọn nhưng mà rất hồi hộp, đúng không ạ? Đây chính là... xin kính chào tất cả các vị khách quý, chào tất cả các khách hàng thân thiết cùng đồng hành với Bia Vân Hồ 27 năm qua. Chào tất cả cán bộ công nhân viên đã tích cực tham gia ngày đêm để phục vụ nhân dân, phục vụ tất cả mọi người để lúc nào cũng vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Năm cũng sắp qua và năm mới sắp đến thì chúc tất cả mọi người đón xuân thật vui vẻ. Em đứng đây để bê lãng hoa gửi tới gia đình của quý khách hàng, của cán bộ công nhân viên ăn Tết thật an khang thịnh vượng. Có một vài câu thơ để nói đến ẩm thực Vân Hồ. Mỗi mùa hoa đào nở, ẩm thực Bia Vân Hồ rộn ràng vui đón khách, tiếng hô vang dơ. 27 năm qua, điểm đến khó quên của khách hàng: bê quay, gà lẩu thơm quyến rũ, ẩm thực Vân Hồ đã nổi tiếng vang. Ẩm thực Bia Vân Hồ, khách hàng là thượng đế, đến đón xuân vui vẻ. Chúc khách hàng
và toàn thể mọi người thịnh vượng an khang. Vâng, hàng năm cứ đến hay lại lên vào những ngày này. Sau đây thì để cảm ơn cũng như là thay cho cái lời tri ân của chính những người con thân yêu của mình. Vâng, ban giám đốc điều hành nhà hàng có một lãng hoa tươi thắm, chúng tôi đề nghị ông Lê Phú Hà thay mặt cho ban giám đốc hàng này tặng lãng hoa tươi thắm này cho bà Minh Hòa, cố vấn cao cấp của nhà hàng. Một lãng hoa tươi thắm tặng cho bà Minh Hòa để chúc bà luôn luôn dồi dào sức khỏe và để tiếp tục tham mưu cố vấn cao cấp cho con cháu mai lại những giây phút tuyệt vời nhà. Vâng, rất xin trân trọng cảm ơn. Sau đây tôi đề nghị ban lãnh đạo ở trên này cùng nâng ly để tất cả khách chúng ta cùng nâng ly rồi lên một tiếng ạ. 2, 3. Vâng, xin được mời quý khách cạn ly, chúc mừng năm mới và sẽ là những vị khách đặc biệt của nhà hàng trong nhiều năm tiếp theo. Một lần nữa chúng tôi thay mặt cho lãnh đạo xin cảm ơn. Đinh Dậu xuân đã qua, mậu tuất rất trầm cảm, chúc nhau ly rượu ngon, 70 xuân chưa ra. Vâng, chắc chắn rồi, 70 xuân chưa ra đúng không? Sau đây xin mời bà Minh Hòa cùng những người con trong ban nhạc nhà đến các bàn tiệc để cùng gặp gỡ cảm ơn khách bằng những ly rượu này.
is like the freak. Her voice sings to me when I hear her calling. When I hear her calling, she gives me kisses like she needs me. And it's so sweet, cause I know that she does. But I need these kisses like they're free. Her voice sings to me when I hear her calling. When I hear her calling, and she gives me kisses like she needs me. And it's so sweet, because I know that she doesn't. See, I, well, I give my guard up, because she let me down. No, but you can't blame that. I wasn't always around. See, I give my guard up, because they you killed the light on my soul.
You killed the light on my soul. It's all about love. Wherever I am, wherever you are, you killed the light on my soul. It's all about love. Wherever I am, wherever you are, you killed the light. The walls of hell. I look to the left, I look to the right. Hands are grabbing on every side. Save myself. All you folks think I got my prize, and which I said that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul and keep your shell. Chơi với bạn áo đỏ này. Cháu mời lại mà. Không được. Như vậy là đã tìm thấy nhau. Nam ơi, cố lên. Nhắc. Nam ơi. Giết thằng này cho anh. Thằng này phải đi với con bé này. Okay. Giải nhất đâu? Giải nhất là ai vậy ạ?
giải nhất mỗi người một phong bao, giải nhất có một giải nhất thôi. Anh em phải trao một cái giải fair play nữa anh ạ. Cháu ơi, cháu mà chú, cháu mà. Cháu giải nhất mà. Anh em chia đôi, anh em chia đôi. Đây là hai bạn giải tiếp theo. Bạn lần sau mà nước chơi này tôi cho chơi là cùng chơi liều hồn. Ok, bên này nước chơi.